Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng do trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Công Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Hải Châu 1, quận Hải Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với triển khai mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm 2021, COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống chính trị xã hội tại địa phương. Toàn thể hệ thống chính trị của phường đã tập trung công tác phòng chống dịch, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị tại địa phương. Ủy ban Nhân dân phường đã hoàn thành việc chuyển đổi công chức phường thành công chức quận, sắp xếp công chức khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân, chuyển sang chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Chính phủ. Từ nay đến cuối năm, phường tiếp tục tập trung và khai thác hiệu quả các nguồn thu mới, xây dựng trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh, duy trì dịch vụ công trực tuyến, kiến nghị tổ chức đào tạo cho đội ngũ công chức, người hoạt động không chuyên trách phường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.